giới thiệu với cả nhà, đây là Hà Nội đang mưa nhá. Mọi người sẽ được ngắm mưa nhá, ngắm mưa từ trên cao nhá. Hiện tại cái mưa rào đang rất là to. Hôm nay là năm 2019, bây giờ là đang là tháng hay là ngày 15 tháng 7 năm 2019. Qua một đợt nắng nóng vừa rồi, nắng hạn hán rất là lâu. Hôm nay thời tiết bắt đầu như thay đổi, bắt đầu trời bắt đầu như mưa. Một cơn mưa rào làm mát cả thành phố Hà Nội. Con người nó cũng thoải mái. Gió đây. Đây gió nó một cây qua giấy nó này đó. Từng cái luồng nước mưa nó rơi xuống nhìn rất là đẹp, như là một cơn sóng biển. Cơn mưa này nó bao trùm cả toàn thành phố luôn. Hay cơn mưa này bao trùm toàn thành phố luôn. Các bạn theo dõi kênh video của mình thì nhớ bấm vào đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Các bạn có những ý tưởng thì comment ở bên dưới thì mình sẽ tiếp tục để làm các cái video hay theo ý tưởng của các bạn. Được. Tại khu vực mà các bạn đang xem là thuộc phường Trung Hòa nhé, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phía mình đang hướng máy quay đến là phố Trần Duy Hưng đấy. Còn ở dưới khu vực mái ngói đỏ này là làng Trung Kính. Khu vực hai tòa nhà kia là dưới chân cái hai cái tòa nhà đấy là cầu Trung Hòa nhé. Chích chích một tí. Mưa vẫn đang rất xối xả. Mình phải ghi lại xem là cái cơn mưa này nó sẽ trong bao lâu. Mưa trong bao lâu. Đấy, mọi người thấy chưa? Toàn thành phố là được đón một cơn mưa mát tuyệt vời luôn. Cơn mưa vào cuối mùa hè rồi nhưng rất là to. Đấy, bên kia là khách sạn của Ran. Không nhìn thấy gì luôn. Mình phải quay xuống thì bắt đầu mới nhìn thấy các cái giọt nước đó. Đấy, các bạn nhìn thấy có giọt nước rồi nhá. Hôm nay là lịch dương, là ngày 12
15 tháng 7 nhưng mà lịch âm cũng là gần giữa tháng 6 rồi. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tháng Ngâu. Đấy, nhìn kìa, đấy, nhìn nhìn mưa, đấy, giọt mưa. Tuyệt vời không? Cơn mưa này thực sự là mát, dễ chịu hẳn. Hiện nay là các phương tiện giao thông đi trên đường đã phải bật đèn rồi nhá. Thời điểm chưa đến tối đâu, nhưng mà với cơn mưa lớn này thì hầu như là chúng ta di chuyển là phải bật đèn. Người có thể là chỉ nghe mưa rồi này, rồi thì đi ngoài đường gặp mưa này, nhưng mà chưa có khi để ngắm mưa này là chưa có. Hôm nay mình sẽ cho các bạn được ngắm mưa, rất thích luôn. Thấy chưa? Đấy, mưa rất là to luôn. Đấy, lúc này chúng ta thấy hai cái tòa nhà bên kia rất là rõ, nhưng bây giờ không thấy gì nữa rồi. Đó, mưa tuyệt luôn rồi, mưa to quá. Sau cái cơn mưa này thì khả năng là đường phố Hà Nội sẽ lại ngập. Mọi người đang tham gia giao thông là thứ nhất là thực hiện mấy cái việc như sau. Một là đang lúc mưa to này sẽ dừng xe lại và đỗ vào những cái vị trí tránh mưa an toàn, để đợi khi mà hết mưa thì chúng ta di chuyển về. Thứ hai nữa là cần tránh các cái tuyến đường mà nó dễ bị ngập ra, chứ không là xe bị ngập nước là sẽ không nổ được máy. Mưa này thì tốt nhất là các bạn không nên di chuyển rất là nguy hiểm. Dự báo thời tiết của nhà đài rất là chuẩn. Và hôm nay là báo là hôm nay sẽ mưa. Trận mưa lớn này là người dân từ thành thị đến nông thôn ai cũng phấn khởi. Người thứ nhất ở thành thị thì có một trận mưa nó giải nhiệt, nó thay đổi không khí, nó sẽ làm cho cảm thấy là được không khí được mát mẻ, mọi người ăn no ngủ kỹ. Thứ hai nữa là ở thành phố thì trận mưa lớn này là những cái bụi bẩn các thứ là nó cũng trút sạch xuống, chảy ra sông, ra hồ, ra biển. Còn ở nông thôn thì trận mưa như này cực kỳ quý luôn. Thứ nhất là sâu bọ nó bay hết, bởi vì mưa to, mưa rào to này hầu như sâu bọ bay hết. Thứ hai nữa là cây cối được tưới, nó như là tưới đạm luôn. Sau trận mưa này là rau rất là xanh tốt luôn.
Đấy, cây hoa quả, cây trái hoa quả thì tuyệt vời luôn. Thấy không? Hiện tại mình đang quay trực tiếp ở trận mưa vẫn đang rất là to. Đấy. Mưa rất là to luôn nhé, mọi người. Thực sự là đêm mà ngủ mà nghe tiếng mưa này cảm thấy tuyệt vời. Nó như là cái câu hát là đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà không quên nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ mưa càng yêu thương. Ở hai đâu nỗi nhớ đêm miệt nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà vẫn chưa quên được nỗi nhớ. Tuyệt vời luôn, mưa quá tuyệt vời luôn các nhà nhé. Thôi mình xin dừng video ở đây, về trời mưa này khả năng là phải mưa đến tối cũng chưa ngớt được. Mọi người xem kênh của mình nhớ, bấm đăng ký để ủng hộ mình nhá, bấm sắc năm sắp đăng ký ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn, chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon, gặp nhiều may mắn, mơ được nhiều giấc mơ đẹp để ngày mai có một ngày làm việc tuyệt vời. Xin chào và cảm ơn.